hồn tôi đâu biết gì, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Để trôi đi mãi sau một ngày, bỗng thấy giấc mơ qua rồi, ôi đời buồn thanh. Rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi cũng ngã, nhìn ngay trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hai sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, tìm ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sợ những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngay trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hai sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sau những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngay trôi hững hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi tìm mãi. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sau những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Những điều nhỏ nhoi, những niềm vui giản dị mà chúng ta góp nhặt và dành tặng nhau mỗi ngày sẽ đưa tới rất nhiều những cảm xúc tích cực và cảm hứng trong cuộc sống này. Hát ca mình bầu ngày hôm nay lại dành tặng quý vị một buổi tối thư giãn trước khi bắt đầu một vòng quay công việc tất bật vào ngày mai. Hãy cùng rót một ly trà hay bất cứ đồ uống nào mà quý vị yêu thích và ngồi lại với hai nghệ sĩ đáng mến của chúng tôi trong cuộc trò chuyện về những động lực và cảm hứng trong cuộc sống. Xin được cảm ơn ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Hà Nhi đã đến với Hát ca mình bầu. Xin mời hai bạn cùng ra đây trò chuyện và uống trà nóng với chúng tôi. Xin chào Đức Bảo. Em chào anh Bảo ạ, em vòng tay lại chào anh Đức Bảo. Lễ phép đã là rất là lâu rồi mới được gặp lại anh Đức Bảo. Gì mà lâu nhỉ? Lâu lắm năm rồi. Năm ngoái cũng gặp nhiều mà. Từ năm ngoái tới năm nay là 2 năm rồi anh. Ừ, dạ. Mà trông vẫn vậy, vẫn trẻ, vẫn xinh. Nhưng mà anh ạ, cái khoảng thời gian anh em mình gặp nhau nó chưa có xa bằng khoảng thời gian em gặp anh Dũng đâu. Thế là lần cuối hai người gặp nhau lúc nào? Tại vì em với lại anh Dũng có gặp nhau trong một cái buổi talk cùng với chị Võ Hạ Trâm. Chị Võ Hạ Trâm. Ừ. Và bữa đấy thì ba anh chị em là chỉ có ngồi cười không. Và, sao vậy? Và đó là một cái buổi talk mà đầy bất ổn và hề hước của ba anh chị em. Bốn đứa lận con chó nhà anh nữa. Nhớ okay, không? Okay, dạ. Giống chó gì đấy? Con chó còn là con chó Ridgeback ấy, con chó mà nó có cái lưng nó có cái xoáy ấy. À thì em thì lại nuôi một chú corgi. Với em cứ nhắc đến mấy chú pet, chú thú cưng đấy là cảm thấy rất là hiểu nhau lắm. Những người nuôi chó là biết liền đúng không? Rất là dễ thương, có người bạn đồng hành. À quên mất phải tự dưng thấy mình lạc lõng ghê. Hà Nhi không nuôi con gì à? Em chỉ mong ai nuôi em cái đi cho rồi. Em cực quá. Nhưng mà nuôi Hà Nhi thì mất công lắm, bởi vì là đi suốt ngày như thế thì làm sao mà quản được. Nhưng mà hôm nay thì đến với Hát ca bình bồng
bản thân cái tên của nó cũng đã nói lên một cái không khí rất là khác. Chúng tôi hay nói với nhau là khi đến với HK Bình Bồng thì mình không có cảm giác là mình đi làm đâu. Không có sân khấu này, không có những ánh đèn rọi thẳng vào người, mà chỉ có đơn giản là chén trà nóng này, có lửa trại đây rất là ấm áp. Có tình thể... anh em. Đúng rồi, có những người anh em rất là thân nhau, đúng không? Để chia sẻ. Đúng. Thế bây giờ đặt mình vào cái tâm trạng đấy thì không biết là hai khách mời đang cảm thấy như thế nào? Thực sự là hôm nay phải rất là cảm ơn HK Bình Bồng là tại vì... nhờ có chương trình mà Dũng được đến một cái nơi đẹp như thế này. Ra diễn ở Hà Nội rất nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ được đến với ba vị. Bất ngờ rất ấn tượng và đặc biệt hơn nữa là 10 năm mới đoàn tụ lại với đứa em. Tưởng tình đá cũ. Đúng rồi, đứa em bị lạc mất đó. Cho nên là rất là vui. Thật sự là ngày hôm nay khi mà đến với HK Bình Bồng thì em nghĩ rằng là đầu năm á mà anh em mình có một cái buổi mà ngồi bên, gọi là tôi tưởng tượng nên mình gọi là ngồi bên lửa trại, anh em mình hàn huyên lại những câu chuyện năm xưa, hát ca với nhau, em thấy nó rất là chill, nó rất là phù hợp cho những cái không khí đầu năm đó. Và khung cảnh nó đóng một vai trò cũng rất là quan trọng. Trong số đầu tiên của HK Bình Bồng ấy thì chúng tôi đã có một ngày rất là nắng đẹp và ở Tam Đảo, nhìn từ trên cao xuống cả thị trấn Tam Đảo, cũng là hấp hồn người đấy. Ở số tuần trước ấy, thì chúng tôi đã đưa Lân Nhã cùng với Nguyên Hà, chúng tôi ngồi dưới mưa phùn 5-6 tiếng để trò chuyện với nhau. Và hôm nay thì không nắng không mưa, trời lại kiểu vừa hơi se lạnh mà anh lại nói khô chữ trộm vía đúng không? Nữa. Anh phải nói chữ trộm vía không mưa đúng không? Thì chắc chắn là thời tiết khung cảnh ấy, mang cho chúng ta những cái cảm xúc rất là khác. Anh Hồ Trung Dũng, Hà Nhi đã mang tặng khán giả ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay bằng những thứ nhỏ nhoi như thế. Có những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng mà lại có thể mang lại chúng ta những cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất là to lớn. Với hai người đó là những điều gì? Có phải con chó của anh không? Tôi nghĩ đấy là tình yêu lớn. Em biết rồi đó. Nó rất đúng cái điều tiên. Em biết, anh nhớ chắc chắn là anh nhớ nhỏ ở nhà rồi, chắc chắn. Tại chú chó tên là gì ạ? Ben. Con chó là Ben. Điều thứ hai mà dễ làm cho anh vui lắm đó là cái đàn ọt của anh, cái piano của anh. Anh ngồi vào đó và như cần chơi một khúc nhạc nào đó mình thích. Đó là cái thứ nhì. Có một thứ nữa làm cho anh cũng rất là dễ vui, mà thứ này anh chỉ học được thông qua cái thời gian Covid thôi. Đó là những cái cây ở nhà của anh. Anh tưới nó và anh nhìn nó có thêm một cái chồi nhỏ xíu nữa anh cũng vui. Vui anh. Ngày xưa anh trồng cây em á còn, là em còn thơm cây, em hun cây nữa. Không, em ngồi nói chuyện. Trời ơi, hôm nay nha, mẹ tưới nước cho con, ngồi nói chuyện như đó anh, nói chuyện. Nhưng mà em cứ yên tâm, đến khi nào cái cây nó nói chuyện lại với em. Thì em mới phải sợ. Chứ còn mình nói chuyện với thú cưng này hay với những cái thứ mà mình nuôi trồng, đấy là một cái rất là lành mạnh và rất là tốt cho mình đấy. Và có một thứ khác mà anh rất là thích ở chung cư mà, thì gặp rất là nhiều những cái anh bảo vệ và những chị lao công, họ làm công việc của họ bằng niềm vui. Đúng. Họ chào mọi người, họ rất là sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Và tự nhiên mình thấy là họ rất biết cách để làm một ngày của họ trở nên tuyệt vời. Anh Dũng nói thế thì em lại nhớ tới có một lần em đi diễn ở ngoài Đà Nẵng. Thì em mới thấy có một cái chú bán kẹo kéo á. Chú bật nhạc Vinhall lên, chú nhảy. Thì chú lắc rất là dễ thương, rồi lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Đúng rồi, ai mua thì mua nhưng mà tôi vẫn nhảy. Nhạc lên là tôi nhảy, nhìn thấy cái điều đó nó quá là đáng yêu đi. Mình thấy là có những cái điều rất là bé ở trong cuộc sống. Chỉ cần mình kéo cửa xuống, mình ngồi, mình ngắm nhìn và quan sát một chút thôi, mình sẽ thấy là có quá nhiều thứ nhỏ nhỏ ngoài kia nhưng mà rất là đáng yêu và dễ thương. Và làm mình cảm thấy rằng là mình rất là may mắn. Ở ngoài kia vẫn có rất là nhiều người vất vả, khó khăn nhưng mà họ vẫn dùng một cái tâm thế sống rất là lạc quan. Thì không có lý do gì mình không cùng vượt qua khó khăn. Thực ra những cái điều nhỏ bé đó không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được ngay. Giống như trong lời bài hát đó là: mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Những người nghệ sĩ thực sự là được ông trời ban phước cho một cái tâm hồn nhạy cảm, bay bổng hơn so với những người làm công việc khác. Và cùng với đó thì người ta sẽ thường hay mô tả khi mà nghe tới ai đó bảo là ui, cái cô này tính tình nghệ sĩ lắm, sống kiểu nghệ sĩ, nói chuyện nghệ sĩ, rồi là ăn mặc kiểu nghệ sĩ. Nói chung là bay bổng không thực tế. Anh hiểu cái nhận định đó của mọi người khi mà dùng chữ nghệ sĩ. Nó cũng bất công lắm, đúng không? Một mặt thì họ gắn rất là nhiều thứ đẹp đẽ vào chữ nghệ sĩ. Có, đúng không? Giàu sang thì lum la trong đó hết. Nhưng mặt khác thì cũng rất nhiều những cái tính từ xấu trong đó. Đúng không? Chảnh chọe cũng có. Bay bổng thì cũng đi kèm với kiểu lơ đãng đâu á. Hoặc là không trách nhiệm cũng có. Lăng nhăng cũng có. Không nghiêm túc với ai gì hết. Tất cả mọi thứ đều gắn vào chữ nghệ sĩ. Anh không đồng ý với lại cách nhìn như thế.
cái chữ nghệ sĩ trong con người của anh nó lớn nhất. Ngoài cái yếu tố rằng là mình đam mê nghệ thuật, thì anh nghĩ rằng là mình là chính mình. Sự tự do, mình được là chính mình, đối với anh đó là cái nghệ sĩ tính nhiều nhất. Có những người là họ rất là chịu chơi, rất là chính mình, rất là đam mê. Khi mà làm gì là làm hết mình. Đối với anh, chữ nghệ sĩ tính á, nó làm gì rất là tốt chứ không phải là tiêu cực. Nói gì thì nói, đúng là người ta có mô tả cái tính từ này để gắn với một ai đó không phải chỉ toàn những điều tốt đẹp mà đôi khi cũng có những thứ tiêu cực, lơ mơ lãng đãng rồi chân không chạm đất rồi là đó là đấy thiếu cũng ngủ, là một lời nhắc nhở. Trạng thái thiếu ngủ, lơ đơ lãng đãng là thiếu ngủ, rồi não cá vàng là cũng là do thiếu ngủ, hoặc là lơ lơ anh biết sao việc khi đi giờ chương trình em làm dở là tài năng không, còn tại em làm dở là tại vì thiếu ngủ. Lơ đãng đó anh, lâu lâu em cứ không, nhưng mà anh hiểu câu hỏi của Bảo, có nghĩa là thực sự nó có mặt xấu chứ không phải là không. Nhưng mà như mọi thứ đều có mặt xấu hết. Như có phải là người mơ mộng bay bổng? Mơ mộng không anh ạ? Chợt tự dưng anh Dũng nói thì em cũng nhận ra rằng là cái nhìn của anh Dũng nó bao quát hơn em rất là nhiều. Mặc dù những cái nhỏ đấy em đều biết hết, nhưng mà anh em hơn chiêm nghiệm lại chắc 11 năm sau, 11 năm sau em ngồi thì em sẽ chiêm nghiệm được như anh Dũng. Anh hỏi gì nhá? Em có phải là người mơ mộng bay bổng? À dạ. Dạ. Em có chứ. Không mơ mộng mà bay bổng thì bay lắm luôn. Làm sao mà em hỏi anh lại câu đấy? Dạ. Dạ. Trong cuộc sống Hoài Nhi bây giờ, tại sao bạn thấy là mình cần phải có sự mộng mơ, em nghĩ cái sự mộng mơ, sự hồn nhiên nó giống như là cái chất bôi trơn ở trong cuộc sống. Bởi vì là khi mà mình sống quá thực tế ấy, mình cứ bắt mọi thứ nó cứ phải là thật, là phải như thế, thì nó sẽ hết cái sự lãng mạn, cái sự thăng hoa. Em thì cũng không phải là một người quá là thực tế đâu. Đặc biệt là khi mà em nghĩ đến những dự án âm nhạc thì em cứ muốn cho nó bay nhảy thật là nhiều càng tốt. Nhiều khi mình nghĩ đến những cái đoạn mà mình thấy nó hơi điên rồ, nhưng mà mình bảo ố thì sao. Nên là em vẫn tin rằng kể cả những ý tưởng điên rồ nhất, ngây ngô nhất, mơ mộng nhất, đôi khi nó cũng có thể trở thành thực tế được. Cái mà mình phải giữ đầu tiên đó là cái sự hồn nhiên. Sự hồn nhiên với chính mình, sự hồn nhiên với cuộc sống, sự hồn nhiên với lại trong cái những mong muốn của mình có hàng ngày. Nó thực sự mang ý nghĩa gì với mình, chứ nó không chỉ là cái mà do xã hội đặt lên cho mình. Đúng là trong cuộc sống mà thiếu đi những mộng mơ thì thật là buồn tẻ đúng không nào? Giống như bức tranh không màu vậy đó anh. Càng về lớn thì anh càng cái ý thức cái cụm từ là inner child, đứa trẻ ở trong lòng của mình. Mỗi người chúng ta đều có đứa trẻ đó. Đứa trẻ bên trong mình. Khi mới sinh ra thì cái phần bên ngoài bên trong nó là một. Nhưng mà càng lớn lên á thì cái xã hội cũng như bản thân của mình, gia đình của mình nó dạy mình như thế nào đó mà mình càng xa dần đứa trẻ đó trong người của mình. Càng lớn chúng ta càng phải nhắc nhở mình chuyện đó. Anh luôn luôn nhắc mình là mình phải giữ nó, mình không được mất đi. Vì thế cái sự mà mộng mơ bay bổng, tất cả mọi thứ đó đều là những cái thuộc tính của cái đứa trẻ bên trong của mình đó. Khi mà tập thiền á, cái đoạn anh thích nhất á, là lúc mà hồi trước mới học á, là cô giáo của anh bảo anh là hãy tưởng tượng bay trên kia, bay thật xa lên trời, nó xung quanh mình là chỉ màu trắng, là mây không thôi, và mình thấy gì trước đó. Và anh cực kỳ khoái cảm giác đó, là mình không biết là sắp tới mình thấy cái gì, và mỗi cái hình ảnh mà xuất hiện ra đều rất là trân trọng. Và anh nghĩ rằng là mình là người lớn á, cảm giác như vậy rất là hiếm gặp. Do đó là chúng ta không được quên nhắc mình là lâu bay lên cung trăng một lần, đúng không nhỉ? Vậy thì giữa hát ca bình bồng, chúng ta hãy cùng thực hiện một chuyến bay lên cung trăng với Fly Me to the Moon và Hồ Trung Dũng. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, oh, my hands. In other words, darling, kiss me.
Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Feel my heart is sore and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true, please be true. In other words, in other words. Dành những tràng pháo tay cho ca sĩ Hồ Trung Dũng cùng các nghệ sĩ trong ban nhạc. Xin được cảm ơn đã mang tới ca khúc Fly Me to the Moon. Rất là tuyệt vời, một nhạc phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới. Không biết là Hà Nhi nghe Fly Me to the Moon ở trong không gian này với một cái bản phối như thế và cái sự bay bổng đến từ trong phần trình diễn rất là ngẫu hứng của Hồ Trung Dũng thì sao? Đấy, vừa em mới bảo là em là một con người thích sự bay bổng mơ mộng là vậy. Bài hát này mà nghe vào trong một cái không gian rừng núi như thế này, rồi trời lại còn lạnh, se se lạnh nữa, rồi anh em mình còn đứng bên cạnh đống lửa, đống củi lửa, anh Dũng lại còn có nhan sắc nữa, thì anh thấy quá hoàn hảo, quá tuyệt vời rồi. Đúng em à? Lên cung trăng rồi đó. Thấy tan chảy đúng không? Tan. Mình tự nhiên nhẹ bẫng đi. Giống như lời bài hát này đó là hãy em lên cùng trăng và để em hát giữa những ngôi sao đó. Đây ngôi sao là khó đúng rồi đúng không? Đúng rồi, không phải dễ để mà dịch được một bài sang Việt đúng, hóa đúng, được đâu. Đúng. Nhưng mà khi mà dịch xong á thì khán giả ở Việt Nam họ sẽ có ấn tượng tốt hơn và sẽ nhớ bài hát này lâu hơn. Em cũng thế mà. Em toàn dịch như thế để nhớ bài hát lâu hơn. Thật hả? Dạ vâng. Cũng không may sao là đâu anh ơi, mà. Em sẽ kiếm người đó. Thế tiếng Anh là gì đấy? Never mind, I'll find someone like you. Someone like you. Yeah. Nhưng trong lời bài hát này tôi nghĩ là đúng là nó sẽ mang tới chúng ta một sự bay bổng. Trong suốt gần 70 năm ca khúc này tồn tại thì những lời hát của nó xin phép được dịch sang tiếng Việt đã làm say đắm có thể nói là hàng tỷ người đúng không? Hãy đưa tôi bay lên cung trăng để tôi nô dẫn cùng những vì tinh tú. Để tôi thấy mùa xuân ra sao trên mộc tinh và hỏa tinh. Nói cách khác là em yêu ơi, hãy nắm lấy tay tôi và hôn tôi đi. Em thấy người ta dịch không? Anh thấy không? Thấy người ta dịch không? Nếu như mà không mơ mộng Google, là dịch. Không, Google em nói nếu như mà cái người tác giả họ không mơ mộng, họ không thể nào viết được cái câu như thế. Anh công nhận không? Họ sẽ sống dưới mặt đất và không thể nào bay trên mặt đất 10 phân được. Lúc nào mình cũng phải bay trên mặt đất 10 phân để mình còn có lấy cái chớn mình bay lên mặt trăng thì mình mới viết được những cái bài như vậy. Em nghĩ là cái khi mà mình mộng mơ, mình vẽ ra những cái khung cảnh như vậy ấy anh, thì mình cũng sẽ có động lực để mình sống tốt đẹp hơn ở trong cuộc sống. Về bản thân của bài hát thì đây là một bài mà một những bài lãng mạn nhất mà Dũng biết. Nghĩa là khi mà mình mới yêu một người ấy, nó tạo cảm giác như vậy. Bắt đầu mình hình dung rất là nhiều thứ. Mình hình dung mình thoát khỏi cái thế giới này, chỉ có hai đứa với nhau thôi. Và mình quên hết tất cả những gì xung quanh. Còn nếu về thể loại âm nhạc thì đây cũng là một trong những thể loại mà Dũng mê nhất. Đó là nhạc jazz. Và ngày hôm nay rất cảm ơn chương trình đã cho Dũng cơ hội hát nhạc jazz. Và cái hay của jazz đó, là thật ra ca sĩ ở phần rất là nhỏ thôi. Phần lớn là do ban nhạc quyết định.
cái sự tương tác giữa hai bên, cái sự ngẫu hứng giữa hai bên như thế nào là cực kỳ quan trọng. Đồng đối phương của mình. Các nghệ sĩ với nhau nữa. Thế hôm nay rất là cảm ơn ban nhạc đã cho Dũng cái gọi như là chất liệu để mình có thể thăng hoa. Một tràng pháo tay nữa cho các nghệ sĩ trong ban nhạc. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Fly Me to the Moon đã được sáng tác cách đây 69 năm bởi nhạc sĩ Bart Howard. Trước đó nó có tên khác là In Other Words, nhưng sau này được tác giả đổi lại thành Fly Me to the Moon. Qua gần 7 thập niên thì đây là một trong những bài hát được cover, hát lại nhiều nhất trên thế giới. Ngoài nghĩa bóng mà chúng ta thường hiểu về nội dung thì ca khúc này còn gắn với những sự kiện liên quan đến mặt trăng thực sự. Đó, này mới này. Đấy, và ngày 18 tháng 5 năm 1990 được đổi đời từ khi ca khúc này ra đời. Chưa kể là ông còn thu về hơn 50.000 đô la Mỹ mỗi năm, thậm chí có năm còn gấp đôi gấp ba số này. Và sau tất cả những thông tin đó thì điều này có lẽ làm mọi người còn bất ngờ hơn, đó là ca khúc này được Bart Howard viết chỉ trong vòng 20 phút. Trời ơi. Anh lại không bất ngờ về chuyện này, bởi vì một trong những điều mà thích bài hát này đó là cái sự đơn giản của nó. Bài hát rất là ngắn. Bài hát rất ngắn, giai điệu, vòng hòa âm cũng khá là đơn giản và giai điệu cũng rất là đơn giản. Nhưng mà anh hoàn toàn hiểu lý do tại sao ông ấy lại muốn đặt tên bài hát là In Other Words. Thực ra anh lại nghĩ cách dịch của Google chưa đúng lắm. Cái chữ In Other Words theo anh cảm giác nó không phải là theo cách nói khác, mà là không anh nói vòng vòng nãy giờ chỉ nhằm một điều thôi. Đúng rồi. Anh mô tả là ông thực trời ra là này kia, thật ra là anh muốn nói với em làm ơn. Em nắm tay anh đi. Đúng rồi, chính xác. In Other Words là như vậy. Vì thế mà anh mê ca khúc này ở chỗ đó. Hà Nhi thấy cũng vỡ lẽ ra đấy nhở. Tưởng tượng cảnh là người đàn ông, em hình tượng là cảnh một nhà văn nhà thơ không? Đang đứng nói trời đất, nhưng thực ra quay qua nói em là anh nói nhiều nãy giờ vậy thôi, chỉ để một câu rằng là em nắm tay anh đi. Đó. Câu rất đắt giá chữ In Other Words. Đúng rồi. Yeah. Nhưng về mặt thương mại mà nói thì Fly Me to the Moon cụm từ đó bán nhiều hơn. Đúng. Phục vụ được rất là nhiều các hoàn cảnh khác nhau và nó vẫn đảm bảo được tính chất bay bổng. Nhưng mà dễ thương anh ha, có nghĩa là kiểu nói mây nói gió xong rồi quay lại nói với người con gái của mình, nó cũng là một hành động giống như bài Lời của Gió của Việt Nam cũng vậy đó. Dạ. Đúng không? Dễ thương, và em nghĩ rằng là cái người đàn ông mà đang tỏ tình kiểu như vậy ấy cũng có cái khiếu hài hước nhất định. Và cả sự tự tin nhá. Đúng. Thế nhưng mà liều lượng cho cái sự mộng mơ bay bổng cho cuộc sống, thế nào là đủ? Đã mộng mơ còn cầm cân ra cân nữa, khó dễ sợ. Đã mơ mà còn biết cân mộng ra cân mơ nữa. Nghe nó thật là áp lực. Kiểu như ngày hôm nay 50% thôi nha. Cân đi 49 là không được. Bán cho 2.000 đồng ký mộng mơ thôi. Đúng 2.000 thôi nha, không được nhiều hơn nha. Cái tên này hay anh, bán cho tôi 2 ký mộng mơ. Viết vô liền, lấy iPhone. Thôi thôi, thu âm lại, đây. Không nói đùa chứ lúc nãy có một câu hỏi của Bảo. Bảo bảo là chúng ta cần phải mộng mơ hay không? Mà mình nói là ai cũng cần cả. Nhưng mà có một cái sai mà chúng ta hay làm, đó là khi mà mình mộng mơ thì mình đòi giấc mộng của mình nó phải thành thật. Mình mộng mơ theo nghĩa là mình nói rằng tôi là người giữ sự hồn nhiên, lạc quan, nhưng mà phía đằng sau cái đầu của mình á thì lại nghĩ rằng là mình phải đạt được cái mộng mơ đó. Thì anh nghĩ rằng là một trong những cái thứ mình cần nên làm á là thật sự không mong đợi gì hết thì mới gọi là mộng mơ. Còn mộng mơ mà ngồi phải yêu cầu này cầu kia và phải thành công thì tính toán mất tiêu rồi. Dạ, đúng rồi. Hơi viển vông chút, nó vẫn được đúng không? Nhưng mà mình đã đưa viển vông, mình còn đòi là phải đạt được thì là chuyện là mình tự mà khó mình rồi. Câu chuyện thú vị ngày hôm nay của HK Bình Bồng mới chỉ bắt đầu thôi, và vẫn còn rất nhiều những chuyện thú vị và những ca khúc hay được vang lên ở phần sau của chương trình. Quý vị hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát nhé. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với HK Bình Bồng. Ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại khu nghỉ dưỡng Melia Ba Vì Mountain Retreat, khu nghỉ dưỡng duy nhất nằm trong khuôn viên bảo tồn của quốc gia Ba Vì. Và địa điểm này chỉ cách Hà Nội chưa tới 70 cây số. Chẳng mấy khi mình có thời gian để mà tận hưởng thiên nhiên thế này đúng không? Chưa bao giờ mình cảm giác là cái vai trò của đống củi lửa nó lại quan trọng đến thế đúng không? Phải công nhận là một cái vị trí rất là tuyệt vời. Hát trong không gian này là một kỷ niệm sẽ rất là đáng nhớ. Bản thân của Dũng là người rất là mê thiên nhiên, và vì vậy mình rất là thiếu sót khi bỏ lỡ một cái vườn quốc gia đẹp như thế mà ở gần Hà Nội như thế. Đúng không? Nhưng mà phải công nhận rằng là cho dù là ta đang có một cái tâm trạng bị xáo trộn đến đâu, đến với khung cảnh yên bình như thế này thì mình cũng có thể tĩnh tâm lại. Mình luôn cần những cái khoảng thời gian yên tĩnh và bình an cho riêng mình, hoặc là tốt nhất là nghĩ về những cái nơi đẹp nhất ở trong đầu mình, nghĩ ra, tưởng tượng ra trong được. Trong tâm trí mình, trong ký ức của mình sẽ tìm thấy được cái sự bình tâm đó đúng không? Không biết là khi về quê thì Hà Nhi có cảm nhận cái điều tương tự không? Lúc về quê thì sướng lắm anh ạ. Tại lúc về quê là em vừa bước chân xuống sân bay mà em nói cái giọng này là không được. Em mới chuyển sáng nói giọng Nghệ An lên, Nghệ An quê chóa lên.
Yeah. Mà chỉ cần nói cái dòng ní là đi mua cũng có người giúp đỡ mình, đi mua cũng có người yêu thương mình. Tức là đi đâu cũng có người giúp mình, đi đâu cũng có người lắng nghe mình. Có câu gì phức tạp hơn không mà kiểu một người không nói tiếng Nghệ An thì sẽ không hiểu được? Only you I. Only you I. Nghe như tiếng Anh ấy nhỉ? Đúng. Có nghĩa là cô này là con dâu của ai? Ui dồi. Mí nói chuyện nhiều quá, tao đau cái tróc váng. Đau tróc váng. Tức là đau hết cả đầu. Tróc là cái đầu, okay. Thêm cái chữ vang vào để cho nó gọi là đau hơn. Dạ. Dạ. Xong được rồi, nha. Ví dụ như kiểu đi nhiều quá mỏi tróc gũi hay. Làm sao mà anh hiểu được. Đi nhiều quá mỏi cái tróc gũi, có nghĩa là cái đầu gối. Mà... đầu là tróc đó. Tróc gũi. Tróc gũi. Dạ. Đó. Có một cái khía cạnh nữa tôi được biết là rất là hay và cũng rất là đặc biệt. Đó là dân ca Nghệ An đúng không? Dạ. Bạn là hát dân ca Nghệ An thì chúng tôi chưa được nghe giận bao giờ. Giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Anh sai đường. Thôi em hát đến đây thôi. Thì thương cái anh sai đường nghe nó. Giận thì giận mà thương thì thương. Và thật là câu chuyện về quê hương đã mang tới một cái quê choa. Đúng không? Mài đỉnh. Tinh thần hưng phấn cho Hà Nhi. Cả anh Hồ Trung Dũng và Hà Nhi đều có một điểm chung là những người có bước khởi đầu không liên quan tới con đường nghệ thuật mà hai người đang theo đuổi bây giờ. Gia đình không có ai là làm nghệ thuật. Anh Hồ Trung Dũng thì là học chuyên ngành tiếng Đức, còn Hà Nhi lại học kinh tế đối ngoại ở Đại học Ngoại thương. Vậy là ngồi đây đáng nhẽ phải là một giảng viên tiếng Đức Hồ Trung Dũng và một chuyên viên kinh doanh, cũng có thể là một nữ doanh nhân Hà Nhi. Bất động sản. Bất động sản hoặc bất cứ ngành nghề gì đó, nữ doanh nhân Hà Nhi lại như thế có đúng không? Em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái định mệnh của mình, anh bảo. Nghĩa là em vẫn luôn luôn tâm niệm trong lòng mình rằng là mỗi một ngày em đi làm về em sẽ biết ơn những gì mà em có được ngày hôm nay, nguồn năng lượng nào đó dẫn dắt em đến được với định mệnh của mình trong cái cuộc đời này. Dũng rất là tin vào cái mà Nhi vừa nói là cái con đường mà vũ trụ dành cho mình. Hồi nhỏ em còn nhớ Dũng nói với má Dũng là muốn làm ca sĩ. Thì má mới dẫn đi gặp một chú nhạc sĩ nổi tiếng. Và chú phỏng vấn, xong chú cho hát thử. Cái xong rồi không thấy chú nói gì cả. Và má kêu là chú từ chối rồi. Sau này khi má Dũng mất rồi á, thì Dũng mới biết rằng là chú khen và nhận đỡ đầu cho đi hát. Nhưng má bảo rằng là thôi, má làm cho nó vui thế thôi, chứ còn đừng cho nó biết là nó được chú nhận. Có nghĩa là cả nhà mọi người đều không ai ủng hộ cả. Và bản thân Dũng cũng vậy. Tại sao mà Dũng đi hát khá là trễ? Bởi vì nhiều năm trước đó Dũng cũng đã tìm mọi cách để không đi theo nghề hát. Dũng không biết là mình có đủ khả năng hoặc là có đủ cái sự mạnh mẽ để sống trong thế chưa giới này hay không vào đó. Và tìm mọi cách là thôi, không học với mình đâu, mình chọn đường khác đi. Cuối cùng nó cũng kéo mình về. Và Dũng tin chắc là những người như Dũng với Nhi đây thì có cái sứ mệnh ở đó là giúp đỡ người khác về tinh thần bằng âm nhạc, cũng như là giúp đỡ mọi người về những khía cạnh khác mình chưa nhận ra được. Được biết là anh Hồ Trung Dũng đã từng thi đậu tới là 3 trường đại học và á khoa thi tuyển vào trường đại học Văn Lang. Cấp 3 thì Hà Nhi là học chuyên tiếng Anh tại một trường chuyên có tiếng ở thành phố Vinh. Rồi sau đó là vào đại học thì đại học Ngoại thương. Có vẻ như là con đường của hai người đã được lập trình để theo những cái hướng hoàn toàn khác. Mỗi cái hướng đi mình chọn nó không bao giờ là hướng đi mãi mãi cuộc đời hết. Mình không thể lên kế hoạch cho cả cuộc đời được. Mình chỉ có thể lên kế hoạch suy nghĩ cho những cái điều kiện hiện tại của mình như thế, mong muốn hiện tại như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là mình không có đầu tư cho nó. Mình luôn làm hết cái tâm của mình. Tại vì nó không bổ nghe, nó cũng bổ dọc. Bây giờ Dũng đi hát không có nghĩa là những gì mà Dũng có được khi mà Dũng làm ông thầy hay Dũng đi học ngày xưa mình, là bỏ đi hết. Đúng rồi, những kỹ nó. Năng đó Dũng đều có bằng cách này cách kia sử dụng trong nghề của Dũng bây giờ. Nói như anh Dũng ấy thì ví dụ như em học đại ngoại thương, sau này ra làm ca sĩ. Có những người nghĩ rằng là không liên quan, nhưng mà em nghĩ rằng là trong khoảng thời gian đi học thì tôi luyện cho mình cái tư duy rất là tốt. Ví dụ như học môn văn thì lại tôi luyện được lên sân khấu thì liến thoáng hơn. Tiếng Anh thì sẽ tiếng Anh hay. Giúp cho mình kiểu cảm nhận được nhiều hơn và sâu sắc hơn một cái ý nghĩa của một cái từ nào đấy. Thì em không tính là sẽ thi vào ngoại thương đâu anh bảo ạ. Lúc đấy thì em có hỏi mẹ là bây giờ là mẹ muốn con thi vô trường mô. Bây giờ là mẹ muốn con thi vào trường nào? Đúng rồi. Mẹ em nói thi trường mô được chi, quan trọng chi con thích là được. Trường nào cũng được, quan trọng gì đâu, con miễn con thích là được. Đấy, trời anh giỏi quá. Thế là sao em mới nói chứ. Nhưng mà trường mô. Thế là xong mẹ bảo thì con lên mạng sợt coi trường mô số 1 Việt Nam thì con thi. Ây da. Thật sự khiêm tốn không hề nhẹ. Trời ơi mẹ tôi. Trời em lúc đấy kiểu
đối với em là mẹ là lẽ sống của em mà. Rồi. Bởi vì mẹ rất là vất vả nuôi hai chị em cho nên là em cảm thấy là rất là biết ơn mẹ cho nên đại mẹ nói một phát thì trời ơi. Cái đó là một gọi là rất là giá trị lời nói của mẹ, là rất nặng ngàn cân, mẹ nói một phát đúng không? Và em thi cho nên em mới chợt nhận ra rằng là đôi khi bản thân mình không nhận thức được rằng là khả năng của mình tới đâu cho tới khi có một cái thử thách nào trong cuộc đời của mình đến và có một cái động lực nào đó đủ lớn để mình vượt qua được cái chuyện đó. Đấy. Cho nên là cái chuyện mà em vào được ngoại thương và em tốt nghiệp được ngoại thương phần lớn là động lực là nhiều mẹ. Cứ mỗi lần nên cảm thấy không tốt nghiệp qua được đấy thì con cùng xin tri ân là mẹ Trương Thị Thảo. Dạ. Mẹ Trương Thị Thảo như có lời của mẹ nên là con cũng có cái bằng ngoại thương để đi làm ca sĩ. Ca sĩ Hồ Trung Dũng, chuyên ngành mà anh theo học về tiếng Đức ở đại học. Anh Hồ Trung Dũng có còn thỉnh thoảng đi dạy tiếng Đức không? Cách đây 3 năm là anh mở cái trường riêng của anh. Thành phố Hồ Chí Minh. Và cách đây 1 tháng thì anh vừa mới dời nó và mở rộng nó gấp đôi. Cho nên là và khi rảnh thì anh vẫn đi dạy. Hóa ra là người đàn ông này không hề đơn giản. Rất thú vị. À, luôn luôn có những kế hoạch kể cả về âm nhạc cũng như là không phải là âm nhạc. Thì luôn là hết mình với nó đúng không? Yeah. Có thể cho chúng tôi nghe một vài câu tiếng Đức. Tôi được biết rằng là tiếng anh Đức thì... Anh đi em. Ồ! Oh. em thử thách em là dần như là em thử thách anh Dũng. Xem là anh Dũng có dịch được không hả? Rồi. Hôm nay khói cháy to thế. anh dịch giúp em. Heute haben wir einen sehr großen Brand. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp trong không khí này. Ich fühle mich trotzdem warm in dieser Atmosphäre. Tôi yêu Hà Nhi và Đức Bảo. Ich liebe Hà Nhi und ich liebe Đức Bảo. Và tất cả anh chị em trong ekip. Und all das Team, das uns hat unterstützt. Quá xuất sắc. Tôi biết chắc chắn là dịch chính xác 100%, không thể nào đâu có dám dịch sai không phát. Thế có Hà Nhi và Đức Bảo là ok. Đúng rồi, đúng rồi, dạ. Có nghe đấy cái cả này đó. Nhưng mà những chú chim trên cao. Thôi đi. Sau khi tốt nghiệp đại học ngoại thương thì Nhi cũng đã từng làm công việc văn phòng. Dạ đúng ạ. Lương tháng 7 triệu. Thì cái thời đó như thế nào, kể lại kỷ niệm cho nào. Chắc là cái đam mê ca hát của mình chỉ dừng lại cái việc là đam mê thôi. Thì mình đã thử nghiệm rồi. Thì thôi thì mình quay lại học ngoại thương xong rồi. Thì tự dưng mình thấy mọi thứ ở trong cái showbiz nó hơi làm cho mình cảm thấy bỡ ngỡ. Và nhiều khi mình cũng cảm thấy là có lẽ là mình sẽ không đủ mạnh mẽ để đi một mình đâu. Thế thôi là mình quyết định là mình sẽ thử nghiệm với 2 tháng đi làm văn phòng. Mặc dù là mình có thể là mình sẽ uốn nắn theo nó được và sẽ cố gắng làm tốt, nhưng mà lại không phải là cái điểm mạnh nhất của mình. Thì mình có cố gắng gượng đến mấy thì nó cũng chỉ nằm ở mức trung bình thôi. Cũng vì 2 cái tháng đấy nên em mới cảm nhận được là cái giá trị của cái sự tự do và cái sự thăng hoa nó lớn đến như thế nào. Anh rất là chia sẻ với Hà Nhi vì là anh cũng tốt nghiệp và cầm tấm bằng bách khoa kỹ sư điện tử viễn thông. Và cũng đi làm cho một công ty về viễn thông, về thiết bị viễn thông trong vòng 1 tháng. Và đúng là sau 1 tháng thử việc thì anh cũng xin nghỉ. Bởi vì đúng là mình cảm thấy là đấy không phải là thế mạnh của mình, không phải là cái đam mê của mình. Trong khi mình lại đang có một cái cơ hội, tại sao mình không thử? Có thể là nghe qua thì nó không được chắc chắn lắm. Hơi chơi vừa. Nhưng mà mình cứ làm hết sức đi xem nó thế nào để nó dẫn ra đến cánh cửa nào. Chúng ta đang nói về những động lực trong cuộc sống. Vậy thì động lực nào khiến cho hai người quyết tâm rẽ hướng? Dũng nghĩ rằng là thời gian trên cuộc đời này rất là quý. Cho nên là mình sẽ phải làm được rất là nhiều thứ mình muốn. Và ở khoa Đức á, thì thực sự là một thời gian rất đẹp đối với Dũng. Nhưng mà Dũng bước vào một cái á, thì Dũng là làm những cái thứ mà trước giờ Dũng rất thích làm. Ví dụ như soạn môn mới, thử nghiệm môn mới. Và Dũng được làm những thứ mình thích. Và sau khoảng 5 năm á, thì những gì mà Dũng muốn làm á, nó cũng hết rồi. Và lúc đó nếu mà ở lại á, thì Dũng chỉ tiếp tục dạy tới dạy lui những môn mình đã soạn mà thôi. Cho nên Dũng nghĩ mình phải làm một cái gì khác. Lúc đó trong đầu mới nghĩ ra là thôi mình bỏ chạy, không muốn hát. Nhưng cái mình làm được là gì? Đứng kế bên coi người ta hát. Thế là Dũng chạy đi làm event. Tổ chức sự kiện. Tôi cũng đã từng có thời gian giống như anh. Thì bước vào là... Nhưng mà cũng cực lắm đúng không anh? Cực, rất là cực. Nhưng mà tại vì mình mê thì mình được kế bên sân khấu, em hiểu không? Anh không muốn đi hát nhưng mà anh không xa sân khấu được. Thế là làm đâu khoảng 4 tháng. Và đó là một cái không biết đúng hay là sai, nhưng mà đứng kế bên chịu không nổi. Thế là một ngày nọ bước vô trong phòng sếp, nói sếp ơi, em quyết định rồi, em nghỉ làm. Nói sao, em đi hát. Nếu mà hỏi động lực gì để mà Dũng chọn những con đường mình làm á, thì cái đầu tiên là cái sự mê tự do. Quá mong muốn được là chính mình. Thích cái cảm giác là mình phải tận hưởng từng cái giây phút mình đi làm. Dù với nghề này rất nhiều điều stress. Đúng nhưng rồi. Mà ngay cả khi mình stress thì mình vẫn sâu thẳm bên trong mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mình vẫn chấp nhận được nó. Đúng không? Còn có những thứ, những cái nghề mình làm, mình cố mình dỗ dành mình đó, là nghề này cũng tốt mà, cũng nhiều tiền mà, cho mày một cái sự nghiệp nó ổn định mà. Nhưng nếu trong lòng mình bên trong đó, nó là một cái sự
không có hạnh phúc thì Dũng nghĩ là mình nên suy nghĩ lại. Thế còn Hà Nhi thì động lực nào đã làm cho bạn quyết tâm dạy Hường? Đến lúc mà nhìn lại một cái chặng đường của mình thì em mới chợt nhận ra là từ hồi bé đến giờ là đã có những cái dấu hiệu đi theo mình rồi. Anh có đọc cuốn Nhà Giả Kim không? Tại vì em rất là tâm đắc với cuốn đấy. Tự chung là tất cả mọi thứ trong cuộc sống ở trong cuốn sách nói rằng là đều có dấu hiệu của nó. Và cái chuyện mà mình trở thành ca sĩ hay là rẽ hướng sang ca sĩ, em nghĩ là nó phải xuất phát từ trong cái nguồn cơn trong lòng mình đã mong muốn được trở thành một cái người kiểu như vậy. Và sau đó thì mình sẽ tiếp xúc với những thứ xung quanh. Ví dụ như là ở nhà em thì có một cái gian karaoke của bố mẹ. Rồi sau đó là lớn lên thì bắt đầu là đi tham gia vào các đội văn nghệ. Rồi lại có làm MC song ngữ nữa chứ, Ladies and Gentlemen, rồi các thứ này nọ. Hát, thấy. Nhảy, múa, dạ, dạ. Dẫn chương trình. Chia sẻ với em về cái vụ mà dấu hiệu á. Dạ. Từ nhỏ em là biết cái thú vui là gì không? Thú vui mà chơi của anh á. Nhà ngày xưa có những hai cái ghế gỗ. Trên ghế gỗ tràn kỹ nó có mấy cái lỗ ha. Thì anh lấy một cái mền thiệt là mỏng, anh xếp làm đôi. Anh lấy hai góc, anh cột vô hai cái lỗ đó, anh cột lại để treo cái màn thành chiều ngang và anh làm thành sân khấu. Đó, anh thấy chưa? Có nghĩa là chỉ một mình anh chơi thôi, không cần ai hết. Anh kéo cái màn lên, anh bỏ đồ vô, đồ chơi hay là gì đó, ghế này kia chọn anh đóng lại, cái mở lên rồi, đó là sân khấu mới, xong đóng lại, dọn dẹp mới. Dạ, em nghĩ là tất cả mọi thứ đều có thời điểm. Nghĩa đúng là rồi. Mình cũng tự đặt một câu hỏi là nếu mà mình biết định điều đấy sớm hơn thì sao nhỉ? Thì chưa chắc đã tốt được như bây giờ đâu. Em nghĩ là mọi thứ đều có thời điểm của nó. Đến khi mà học cả ngoại thương thì em cũng ở trong câu lạc bộ sóng lót tần. Rồi xong đấy thì em đi thi Vietnam Idol cũng là từ những người bạn em ủng hộ em và ủn em đi. thì em nghĩ là những cái bước đường như vậy dần dần dẫn mình tới cái nơi mà mình thuộc về. Vậy thì làm thế nào để biết được đâu là con đường mình nên đi? Và ở một lứa tuổi còn rất là trẻ như vậy, điều gì sẽ giúp chúng ta là biết được thứ mình cần theo đuổi và không bị lạc lối? Thế câu hỏi này chắc rất là nhiều bạn trẻ cũng hỏi. Tôi nghĩ là rất nhiều khán giả trẻ cũng như vậy. Nhưng mà em cũng đang hỏi mọi người sẽ phải đấy. Chấp nhận một điều là mình sẽ không bao giờ chắc chắn 100% được là con đường mà mãi mãi về sau cho mình cả. Không bao giờ biết chuyện đó. Cái bài toán đặt ra cho mình khó quá. Đúng không? Mà đó cũng là giáo dục nữa. Việt Nam mình hay nghĩ rằng là và cái nghề mà bạn chọn đại học á, chính là cái nghề mà theo bạn cả đời. Cho nên ba mẹ cũng đặt quá nhiều cái áp lực lên con cái là con phải chọn đúng thiệt đúng cái mà con đi mãi mãi nghe chưa, trong khi không cho nó thời gian khám phá. Dũng nghĩ rằng là một trong những điều rất quan trọng mà chúng ta phải làm đó là chúng ta cho phép chúng ta được khám phá và được thử và có nghĩ rằng được phép thất bại. Đúng ạ. Đúng không? Có lẽ ai trong chúng ta cũng có hơn một lần nếm trải cảm giác thất bại, cảm thấy mất phương hướng và có thể buông xuôi với những đam mê và con đường mà mình đang đi. Và nếu như lúc đó chỉ cần một chút yếu lòng thôi và mọi chuyện sẽ đi theo hướng khác. Ngồi đây không phải là ca sĩ Hồ Trung Dũng nữa, không phải là ca sĩ Hà Nhi nữa, nhưng cũng ở trong những khoảnh khắc quyết định ấy, chúng ta có thêm một chút kiên trì, có thêm một chút quyết tâm cố gắng là có thể với tay ra và chạm vào ước mơ của mình. Bài hát tiếp theo cũng rất có ý nghĩa với Hà Nhi đúng không? Dạ, em nghĩ là đây sẽ là một cái ca khúc mà có ý nghĩa và sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho những ai đã từng trải qua được cái sự thất bại và biết trân trọng những cái sự thành công của mình, cho dù là những sự thành công nhỏ bé nhất. Tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại, đoạn đường sao quá dài, niềm tin cứ ngắn lại, chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim rã rời, tự giấu đi niềm đam mê giữa quãng đời lê thê. Và bàn tay đã có lúc mong buông xuôi rồi thay, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt,
đã hơn một lần, cũng hơn một lần. Nhìn lên cao bầu trời sao những ước mơ nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Và rồi chẳng cần biết lý do không đơn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi, trôi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi. Tôi mới có ngày hôm nay. Đã hơn một lần bóng tôi tới gần, và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Đoạn đường sao quá dài, niềm tin cứ ngắn lại. Chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người. Chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim rã rời. Từ sâu đi niềm đam mê, giữa quãng đời lê thế. Và bàn tay đã có lúc muốn buồn xuôi rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần. Nhìn lên cao bầu trời sao những ước mơ nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Và rồi chẳng cần biết lý do không đơn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và rồi tôi nâng tôi bay, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí nước mắt tôi cũng đã rơi, trôi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi. Tôi mới có ngày hôm nay, và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ sợ hãi bao lớn mưa xa. Chẳng chiến thắng nào bằng vượt qua chính mình, về chân trời ngập những ước mơ. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên. Và rồi chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời. Bầu trời này là của tôi, và giờ tôi dẫn tôi bay lên, chạm vào nơi tôi tự. Xin được cảm ơn Hà Nhi, xin được cảm ơn các nghệ sĩ trong ban nhạc với ca khúc Đã Hơn Một Lần. Đây là bài hát rất là hay. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng có những cái giây phút mình nghĩ chuyện bỏ cuộc. Nhất là khi mà mình đào dưới hầm, cứ đào đi rất nhiều rồi mà không bao giờ thấy một cái gì hết. Nhưng mà đôi khi cái viên kim cương nó nằm chỉ cách cái chỗ mình đào chỉ còn rất là ít thôi, mà mình lại bỏ cuộc trước đó. Thì với bài hát này thì hy vọng là những ai đang có cái ý nghĩ đó, cái cảm giác chán chường đó, trên con đường theo đuổi cái đam mê thật sự của mình, thì mọi người sẽ kiên trì thêm một chút. Bởi vì Dũng tin rằng là nếu bạn được làm cái bạn yêu thích, cái đam mê của mình, thì đó là một cái hạnh phúc mà lớn nhất bạn có thể làm cuộc đời của mình. Và nó xứng đáng để bạn có thể ở lại thêm một chút nữa, để khám phá được đến cái tận cùng con đường của mình. Đôi khi mọi thứ tốt đẹp của mình nó diễn ra không phải lúc mình mong đợi. Với Nhi cũng vậy, với anh cũng vậy. Những lúc mình mong đợi nhất nó không đến đâu, những lúc mình làm vô tư nhất nó sẽ đến. Em công nhận nha, cái này em phải công nhận. Cho nên mọi người rất hơi gọi là sao, phi lý một tí khi mình nói là tiếp tục đào đi, nhưng đừng nghĩ đến việc là viên kim cương nó nằm ở phía trước mình.
thì lúc đó viên kim cương xuất hiện. Nó hơi khó đúng không? Yêu cầu đào mà đừng nghĩ đến viên kim cương, nhưng mà đó chính là cái mà Dũng nghĩ rằng là chúng ta nên làm trên con đường mình thực sự đam mê. Đúng rồi. Nói về khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy là muốn buông xuôi, nếu như chúng ta chỉ có một mình thì nhiều khi chúng ta cũng đã buông rồi. Cái quan trọng là có nhiều lúc có một bàn tay, một người bên cạnh giúp đỡ chúng ta và khiến cho mình vững chí hơn. Thì không biết là với Hà Nhi và Hồ Trung Dũng đó là ai? Đó chính là mẹ, là em gái, là quản lý của mình, là ekip, những người thân yêu của mình, thúc trực với mình hàng đêm, có những hôm 4-5 giờ sáng để chỉ chạy dự án. Và em nghĩ rằng là trong cuộc sống của em thì em luôn ưu tiên số 1 cho gia đình, những người hiểu mình và bao dung cho những cái lúc mà mình xấu tính nhất, giang vòng tay đón mình về dù mình thành công hay mình thất bại, và họ vẫn luôn ở đó cho mình lời khuyên, động viên và giúp đỡ mình. Thế còn anh Hồ Dũng Dũng thì sao? Ai là người ở bên cạnh anh những lúc khó khăn như vậy? Tính của Dũng thường thường là một người khá là độc hành, người đi một mình khá là nhiều. Nhưng dù là bạn có thích độc hành đến cỡ nào, chắc chắn bạn cũng cần ai đó xung quanh bạn. Những người mà giúp cho Dũng vượt qua những khoảnh khắc muốn bỏ cuộc đó là chính là những người bạn, những người bạn thân. Dũng không có quá nhiều bạn, nhưng mà tự hào một điều là những người bạn của Dũng đều rất thân. Rất chất lượng. Rất chất lượng. Đều thân ít nhất là mười mấy, 20 năm trở lên. Và có thể nói không giấu một thứ gì, đó là đúng nghĩa là không giấu một thứ gì. Với nhau, họ đều là những người tin mình nhiều hơn là mình tin chính mình. Dũng là một người cực kỳ hay tự hoài nghi chính mình từ nhỏ cho đến giờ. Đến bây giờ mới học từ từ chấp nhận thương yêu mình nhiều hơn và tin vào mình nhiều hơn. Nhưng sâu bên trong cốt lõi nó vẫn là một người khá là không tin. Và mình cần những người xung quanh nói cho mình biết. Điều thứ hai là Dũng nghĩ người trách nhiệm của mình với chính bản thân mình, nó giúp mình không bỏ cuộc. Mình đã có cái cơ hội được hơn rất là nhiều người. Nếu mình không làm cho đến cùng cái cơ hội đó thì mình đang có lỗi với cuộc sống. Với chính bản thân mình nữa. Với chính mình. Và thứ ba là những khán giả, mà đặc biệt những người yêu thương mình ngay từ ngày đầu. Nếu bây giờ mình bỏ cuộc, họ nhiều khi còn buồn hơn cả mình. Cho nên chắc chắn là mình không bỏ cuộc. Vừa rồi thì ca sĩ Hồ Trung Dũng và Hà Nhi có nhắc tới những người rất là đặc biệt có thể giúp chúng ta vượt qua những giai đoạn mà mình muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc. Người giúp mỗi chúng ta có động lực để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, đúng không? Em nghĩ rằng là âm nhạc nó có một cái tầng năng lượng. Ở trên sân khấu, mình đem là một nguồn năng lượng cho khán giả. Mình đem những câu chuyện của mình ra để chia sẻ cho khán giả. Ví dụ như hát một cái bài thất tình đau khổ đi, nhưng mà cái thông điệp của mình nó khác. Câu chuyện của mình nó khác. Và mình đã vượt qua được chuyện đó, mình sẽ chia sẻ cho khán giả để mọi người có một cái góc nhìn và nhiều hơn một định nghĩa. Anh có ý này của em, bởi vì anh cũng là người nghe nhạc của em, rất mê giọng hát của em. Anh có nói với bạn của anh là dạo này khi mà anh nghe nhạc hoặc là anh viết nhạc á, anh không còn viết về ủy mị nữa. Cái bạn mới hỏi là ủa vậy là thất tình không viết nữa hả? Nó không, vẫn viết như thường. Nhưng mà cái thông điệp đằng sau là gì? Thông điệp nó phải là một cái thông điệp tích cực cho mọi người. Anh có viết bài nào mới cho em nghe với nha? Em có chịu có hát chung hợp không? Đó. Em có chịu hát chung với anh Trời không? Ơi, thử một vài giai điệu đi đúng, xem có... tìm cơ hội anh ạ. Mình phải tìm mình cơ phải hội. Giấu, nhưng mà bây giờ chỉ có nhân chương trình là sẽ nói rằng là Hà Nhi sẽ nhận lời hát chung với Hồ Trung Dũng là chúng vui lắm rồi. Em nghe bài hát một cái là em ới anh liền. Rồi, ok. Đấy, ok nha. Thì, ok, high five cái. Hồ Trung Dũng thì vừa nói là nghe nhạc của Hà Nhi. Thì anh Dũng chắc là không lạ gì series hát tặng người yêu cũ của Hà Nhi. Thì với Hà Nhi thì những người yêu cũ của bạn, người yêu cũ thật chứ không phải trong mặt kép, có phản ứng hay là có nhắn tin gọi điện cho bạn hay là có tâm sự gì sau khi mọi chuyện đã qua nhưng mà nghe bạn hát về họ không? Em không biết sao nhưng mà cái bài hát đó sau khi phát hành và được mọi người yêu quý thì người yêu cũ block em hết. Người yêu không? Người yêu cũ nhắn tin. Đấy. Inbox Facebook. Chúc mừng sinh nhật. Lúc mà em hát bài hát này em cũng không tính gì cả. Nhưng mà em nghĩ rằng là em vẫn sẽ hát về tình yêu. Và nếu mà khi mà em hát mọi người nhớ đến người yêu cũ hay những kỷ niệm về tình yêu của họ thì có nghĩa là em cũng đã truyền tải được khá là thành công một phần cảm xúc bài hát. Còn sau này có thể là em sẽ hát về người yêu cũ nhưng mà một thái độ khác, thái độ vui vẻ hơn, tích cực hơn, chứ không chỉ là ballad không. Thế thì cũng phải nói rằng là Hà Nhi là một trong những ca sĩ thành công rất lớn nhờ những người yêu cũ. May mắn. Chúng tôi là khán giả thì cũng không, xin được cảm ơn Hà Nhi. Em cũng sống rất tốt với người yêu cũ. Không, cái đấy thì tôi không biết. Không, cái đấy thì Đức Bảo và Hồ Trung Dũng không biết. Chuyện riêng tư của bạn mà. Ba một lời chứ còn nghe một phía cũng không được. Thôi, ba mặt một lời gì nữa. Thôi thì thay mặt các khán giả, những người yêu mến Hà Nhi, xin được cảm ơn những người yêu cũ của Hà Nhi một lần nữa. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc
bản hit đình đám nhất của Hà Nhi, Chưa Quên Người Yêu Cũ. Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn, chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Đâu phải yêu hết tâm người để tâm, người để tâm. Đâu phải cho hết đi người cho. Tình yêu lại khiến ta hẹn ở mi.
một cái yêu thương gọi thế. Xin chào mừng quý vị khán giả trở lại với HK Bềnh Bồng. Và lúc này đây chúng tôi vẫn đang ở trong khu bảo tồn của Vườn Quốc gia Ba Vì. Chúng ta cũng đã trải qua một quãng thời gian từ chiều cho đến tối. Bây giờ lạnh hơn rất là nhiều đúng không? Rồi. Lạnh cứng người. Nhưng mà cái sự thay đổi như thế của một chương trình ngoài trời nó cũng là cái điểm rất là đặc biệt của HK Bềnh Bồng mà một chương trình trong trường quay không thể có được. Nhìn lại quãng thanh xuân đã qua thì điều hai người tự hào nhất về bản thân là gì? Nếu mà so sánh Dũng của ngày hôm nay và Dũng của hai mấy năm trước thì cái mà thay đổi lớn nhất Dũng thấy là bây giờ Dũng dám làm hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa Dũng là người nhút nhát, khi gì mà không chắc thì sao không dám làm. Nhưng mà Dũng còn nhớ lần đầu tiên mà Dũng bước lên làm MC, mặc dù là một người không hướng giỏi nói chuyện, rất sợ đám đông, lưỡi dày, nói năng luôn luôn là bị phải nói chậm chứ không là bị đớp. Nhưng mà lúc đó Dũng nhớ là chị Quỳnh Hương, MC nổi tiếng chị Quỳnh Hương, thì mời Dũng làm MC khách mời của chương trình Thay Lời Muốn Nói. Đó là live hoàn toàn. Và Dũng còn nhớ phải ngồi cho chị ngồi train. Dũng gạch chỗ nào lấy hơi ngắn, chỗ nào lấy hơi dài. Tập như thế luôn. Khó khăn như vậy đúng không? Bởi vì nói nhanh một cái thôi là Dũng bị đớp liền lập tức. Và từ đó trở đi thì Dũng bắt đầu thấy thì ra là mình giỏi hơn mình tưởng. Và chính cái quan niệm đó làm cho Dũng dám xông vào làm nhiều thứ hơn. Thì cái sự thay đổi đó là cái điều mà Dũng tự hào nhất. Ở cái khía cạnh mà anh Dũng nói về việc là mình dám nhảy vào những cái cuộc chơi mà trước kia mình không dám làm, cũng là xuất phát từ việc chúng ta đã có những trải nghiệm. Thế còn Hà Nhi thì điều tự hào nhất về quãng thời thanh xuân đã qua? Em nghĩ rằng là nếu như mà mình tưởng tượng rằng là tổng số khán giả mà mình đã được biểu diễn cho họ nghe trong suốt từ đầu năm đến cuối năm, mình sẽ cảm thấy là wow. Cũng là một con số ghê đó. Cô gái học trường kinh tế mình biết số liệu thống kê ngay. Nếu như mình lên mình xem lượt view của mình ở trên YouTube, mình cũng sẽ wow. Mình nói vậy là âm nhạc của chúng ta đã về đến bản làng rồi. Và mình cảm thấy là nếu như thay vì anh em chúng mình ngồi lại với nhau mất khoảng mấy tiếng để nói chuyện, mình có thể truyền tải một cái thông điệp nào đó qua âm nhạc chỉ với 3 phút. Và em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào vì em đã làm được một cái điều gì đó cho khán giả, cho những người khác ngoài em. Chúng ta cũng đang nói về chủ đề động lực và cảm hứng trong cuộc sống. Động lực là nguồn năng lượng giúp chúng ta hành động. Có một bài báo của nhà nghiên cứu Stefano Di Domenico, Đại học Toronto ở Canada, được trích dẫn trên báo điện tử VN Express. Ông cho rằng là khi ai đó muốn đi tìm động lực cho chính bản thân mình thì có thể xem xét hai loại động lực. Đầu tiên là các động lực kiểm soát, đó là khi chúng ta bị các yếu tố tác nhân bên ngoài chi phối, ví dụ như là tiền lương hay là deadline, hoặc là cảm giác muốn làm hài lòng mọi người. Cái này rất nhiều người mắc phải. Tiền lương thấp này, deadline gấp gáp, tất cả những điều đó có thể khiến cho động lực của chúng ta bị thu chột đi. Loại thứ hai là động lực tự chủ, là những gì chúng ta đang lựa chọn, tự quyết, không có ảnh hưởng cũng như là can thiệp từ bên ngoài. Và khi không biết phải bắt đầu từ đâu thì ông khuyên là hãy thử loại động lực thứ hai. Vì điều này khuyến khích động lực lâu dài, bền vững, và chính là tìm hiểu sâu hơn về giá trị cũng như là bản chất con người mình. Anh không biết là em sao nha, với anh thì thật sự là mẹ của anh không còn lúc mà anh bắt đi hát, mẹ anh không còn lúc mẹ anh mất 21 tuổi, và anh phải tự lo cho mình. Vì thế cái bản năng của anh luôn luôn phải là mình phải tự lo được cho mình, mình không được rơi xuống. Bởi vì mình sợ rằng là mình không có ai đón. Đó là cái cảm giác mà anh phải nghĩ sâu xa như vậy. Cũng có những cái thời điểm mà mình gặp những cái biến cố trong cuộc sống. Ví dụ như anh Dũng thì như em thì bố em cũng mất vào năm 2015, là lúc mà em thi Việt Nam Idol xong. Nên là đối với em thì em vẫn muốn em là một cái cột trụ ở trong gia đình để mà mẹ em hay em gái em có thể dựa vào em và cảm thấy là bình yên, thay vì dễ từ bỏ khi gặp những cái biến cố. Thì em sẽ cố gắng để bản thân mình luôn cứng cỏi hơn, bởi vì
vì em nghĩ khi mà bản thân mình cứng cỏi thì những người thân yêu của mình họ cũng có thể dựa dẫm vào mình. Đó cũng là một cách mà mình không chỉ sống cho mình mà mình sống cho những người thân yêu xung quanh. Giống như là cái thời gian vừa qua thì anh vừa bước qua tuổi 40. Chú nghe sợ và khó tin nhỉ. Và những người xung quanh anh thì thường hay nói rằng là hay là chúng ta đừng có nên communicate cái việc 40. Anh nói ủa có vấn đề gì đâu? Anh thấy tuổi đẹp lắm. Và mỗi cái tuổi nó có một cái hay riêng và anh rất là hào hứng với cái tuổi của mình. Khi mà bước 40 á thì gần như mọi thứ nó không gì thay đổi, có một thứ duy nhất mà Dũng thay đổi đó là Dũng nghĩ mình đang muốn gì cho chặng đường 10 năm tiếp theo của mình. Thì Dũng nghĩ rằng là những gì mình làm trong nghề hát thì mình cũng đã làm được một số thứ, mình cũng đã có được và cũng ổn định về mặt kinh tế. Dũng muốn làm nhiều hơn. Và mọi người xung quanh á, sau khi mọi người ngồi hay ngồi tám, ngồi tâm sự, ngồi chia sẻ, thì mọi người nói, ủa sao anh Dũng không làm một cái gì đó để giúp những người khác đang có vấn đề nhẹ nhẹ, ví dụ như là hướng nghiệp hay là định hướng cuộc sống. Nhưng mà có những người cũng nặng hơn chút, đó là gặp vấn đề tâm lý chẳng hạn đi. Thì Dũng nói, đó là một cái mà Dũng thực sự cảm giác rất muốn làm, nhưng mà ngày xưa đến giờ á, không dám làm. Và mình cũng chưa có đủ tất cả những cái... Đó là cái mà Dũng nghĩ, đó là cái Dũng nghĩ, Dũng nghĩ rằng là ủa mình đâu phải là một người... chuyên gia tâm lý hay là một người có gì nó đỏ quá ghê gớm đâu mà để nói rằng hướng dẫn người khác. Nhưng mà một lần nữa nói về vũ trụ ha, thì thời gian đó là YouTube mở ra cứ suốt ngày là hiện những cái video rất là phù hợp với Dũng và nói rằng là healing á, nó không phải rằng là mình dạy người khác mà chính bằng cái việc mình chia sẻ những gì mình biết, bao gồm cả những thứ mình đã sai, thì mình đang heal người khác, mình đang chữa lành cho người khác và đồng thời chữa lành cho mình. Thì tự nhiên cái Dũng mới cảm giác mỗi người chúng ta đều có khả năng chữa lành cho người khác ở cái mức độ mình đang có thể. Và vì thế mà Dũng đang nghĩ đến một cái dự án cái hướng đó và hy vọng rằng là nó sẽ giúp được một số người. Em rất là thích nha. Nếu mà anh có mở lời gì là em tham gia dự án của anh thì một dự án ý nghĩa cho cộng đồng thì em đồng hành cùng anh. Với Đức Bảo, công việc làm báo giúp cho tôi được gặp hai người, gặp rất nhiều người khác nữa. Từ mọi ngành nghề lứa tuổi. Và mỗi khi mà tôi cảm thấy mình có những cái chững lại hay là mình cảm thấy nản thì mình lại nhớ tới những cái con người phi thường mình đã gặp. Có những người vượt qua nghịch cảnh, số phận thì mình lại cảm thấy mình nhỏ bé nhường nào. Và những cái vấn đề mình gặp phải không đáng để mình phải bận tâm đến nữa. Khi không còn thiết tha làm gì, hãy nhìn ra xung quanh, nhìn những con người không còn nhiều thời gian để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Chúng ta lại có được động lực và trân trọng những gì mình đang có. Ngay lúc này đây thì chúng tôi muốn gửi tặng quý vị một ca khúc mà rất là xúc động của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Bài hát này được gợi cảm hứng từ câu chuyện có thật của một cậu bé đã nhường suất mổ tim của chính mình cho người bạn. Nhưng sau đó chính cậu bé lại không chờ được đến suất mổ tim tiếp theo. Và toàn bộ lợi nhuận thu được từ MV cũng như từ ca khúc này đã được nhạc sĩ và ca sĩ trình bày gửi tới cho Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Và những ca từ ý nghĩa của các khúc này sẽ khiến cho chúng ta trân trọng hơn từng phút giây mà mình đang sống, những gì mà mình đang có. Nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Tôi hòng cánh yêu thương người khác tôi và bao dung cho người kết tôi. Tôi hòng cánh xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thành thơ. Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời.
cánh yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi hòng cánh xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tin ở con người. Nếu một ngày tôi có bay lên trời thì người ơi, người đã sớm rất thành thơ. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, người đã sớm rất tuyệt vời. Tôi đã sớm dâng thành thơ. La 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 la. Thì người ơi, tôi đã sớm dâng tuyệt vời. La 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 la. Thì người ơi, tôi đã sớm dâng thành thơ. Sớm rất tuyệt vời thì ngày mai duyên hay tiếng bằng nụ cười. Nếu một mai tôi bay lên trời với những ca từ tôi nghĩ là rất là giản dị, và chính Hà Nhi cũng nói nhỏ với tôi là giai điệu bài này chỉ nghe qua một lượt là chúng ta có thể hát theo. Dạ, yeah, cũng rất là dễ thuộc, dễ nhớ. Ngoài ra bạn còn cảm thấy ca khúc này mang lại cho chúng ta cảm xúc gì? Em cảm thấy là quý giá với tất cả những cái giây phút hiện tại mình đang sống. Và như em cũng có chia sẻ là cái sự biết ơn khiến cho mình cảm thấy là cuộc sống này nó có ý nghĩa và cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Cái tự dưng cái đến cái đoạn điệp khúc, tự dưng mình cảm thấy có hơi một cái sự rung động nhẹ. Mình đã nghĩ rằng là lúc nãy em có hỏi anh chủ 40 năm nữa anh em mình ngồi sao ta, ngồi như này rét như thế này mình có chịu được không. Xong anh nói 40 năm mà mình xanh cỏ rồi thì em nghĩ lại, em nghĩ lại thôi, 40 năm hơi nhiều thì thôi, hơi xa, 60 năm cuộc đời thì tôi coi cho là tổng khoảng 30 năm nữa. Vậy thì chúng ta còn được 30 năm, nhưng bố mẹ của chúng ta hay là những người thân yêu của chúng ta thì sao? Nên là em vẫn luôn hoang mang và rất là mong rằng là trong những cái khoảng thời gian trôi qua của cuộc sống, mình tận hưởng từng giây phút một, sống bằng khoảnh khắc và yêu thương tất cả những người xung quanh. Em nghĩ đó là một cái cuộc đời hạnh phúc nhất. Đến lúc này thì HK Bình Bồng cũng sắp sửa nói lời tạm biệt với quý vị khán giả trong tuần này. Thì không biết là hai ca sĩ có lời nhắn gửi nào tới các quý vị khán giả, đặc biệt là với câu chuyện về động lực và cảm hứng trong cuộc sống không? Ngày hôm nay thì hai anh em nói chuyện rất là nhiều đúng không? Nói chuyện về các chủ đề rất là khác nhau nhưng mà đã cuối cùng cũng rất là khó nữa. Nhưng mà cuối cùng tự trung lại thì ra cũng chỉ muốn là truyền một chút năng lượng tích cực đến tất cả mọi người để chúng ta có thể vượt qua những cái lúc khó khăn nhất của một cách dễ dàng hơn. Luôn luôn cảm thấy rằng là Hồ Trung Dũng và Hà Nhi có mặt bên cạnh mọi người, mặc dù không trực tiếp nhưng mà thông qua âm nhạc, thông qua những câu chuyện mà hai anh em kể, thì cũng chỉ mong là chúng ta dành cái tình yêu cho cuộc đời, tình yêu cho người xung quanh mình và đặc biệt là tình yêu cho chính bản thân của mình. Thực ra là mỗi một ngày em luôn tâm niệm rằng mong tất cả những người xung quanh mình, những ai mình đã gặp và nhìn thấy họ trong ngày á, họ sẽ được bình yên và hạnh phúc. Đó lý do tại sao mà em nhận lời tham gia chương trình HK Bình Bồng, không chỉ để hát mà để tâm sự và để kể chuyện. Bởi vì những cái câu chuyện này sẽ giúp cho mọi người biết đâu đó lại cảm thấy được động viên nhiều hơn. Và mình cũng cảm thấy là đôi khi mình
biết lắng nghe một chút và mình chia sẻ nhiều hơn một chút thì tự dưng cuộc sống nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cũng mong rằng là chương trình Hát Ca Bình Bồng sẽ có được những cái số ý nghĩa như vậy. Mong rằng là những ai đang ở ngoài kia và cần một động lực, cần một lời động viên thì sau chương trình mọi người sẽ cảm thấy là luôn luôn ở xung quanh mình là đều có những cái người đã vượt qua được những cái câu chuyện khó khăn như vậy. Và các bạn không bao giờ một mình cả. Cảm ơn hai nghệ sĩ. Và thưa quý vị khán giả, chương trình Hát Ca Bình Bồng được ra đời với một động lực rất là giản dị, đó là mang tới một cái không gian thư giãn, bình yên vào dịp cuối tuần cho quý vị khán giả. Và nếu như mà quý vị đã phần nào cảm nhận được những thông điệp, những ca từ ý nghĩa mà chúng tôi dành tặng cho quý vị trong chương trình, thì đó quay ngược trở lại cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp bước và làm những chương trình tiếp theo. Ngày mai một tuần mới sẽ đến và xin quý vị hãy làm mới cho mình cả về cảm xúc cũng như diện mạo. Và hãy tìm kiếm niềm vui từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé mà đôi khi chúng ta bỏ qua mất nó. Chúng tôi xin được khép lại chương trình ngày hôm nay với một liên khúc, hai ca khúc rất vui, rất ý nghĩa. Hát Ca Bình Bồng sẽ quay trở lại trong tuần sau trên sóng VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ em trong tên đêm mưa thì thầm, cho bão tố về làm chiếc bao. Mơ yêu em thiên tha như lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em muốn yêu anh dài lâu, em muốn yêu anh đậm sâu. Em đã thương anh từ lâu, em muốn yêu anh dài lâu. Anh dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông tôi làm mất, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu. Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu. Sống không là bao. Là bao. Đời không lâu, không lâu là thế. Thôi được bao. Làm sống mà yêu nhau. Em ơi, có bao nhiêu sau 10 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vơi, 20 năm cuối là bao. Anh ơi.